Xin chào tất cả quý vị các bạn, tôi là Mạnh, chuyên gia về ô tô. Và hôm nay tôi sẽ review cho quý vị các bạn một cái con xe, đó là Innova đời 2010. Thì rất nhiều những lần trước tôi đã làm về những con xe 2007, 2008 và 2009. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một dòng xe 2010. Thì theo cái quy tắc và quy trình thì chúng ta cứ mỗi một đời thì tôi sẽ làm về một video về một con xe đó. Thì hôm nay tôi sẽ làm về so sánh giữa cái dòng xe 2010 và 2007 phong cũ. Thì đối với dòng xe Innova thì chúng ta cũng thừa biết rằng là để mà xem con Innova G thì nó có vào một vài chi tiết khác với con Innova G, và Innova G thì nó khác với Innova G. Innova G nó là bản thiếu, thì dòng Innova nó sẽ có 3 bản. Thứ nhất là bản Innova G, bản G và bản V, cộng với lại bản E nữa. Thì phải đời sau là đời 2012 trở về sau thì nó có bản E. Vậy thì để cho chúng ta cách mà lựa chọn con xe Innova G thì chúng ta phải lựa chọn những chi tiết như thế nào, và chúng ta phải lựa chọn ra sao thì để được một con xe tốt. Thì đối với rất nhiều người mà khi mà lựa chọn mà nhầm về một cái dòng xe này thôi, đối với cái dòng xe mà vài trăm triệu thì chúng ta chỉ lựa chọn nhầm thôi, mà chúng ta mua nhầm một chút là chúng ta có thể mất vài chục triệu ngay. Cho nên là những cái yếu tố để cho quý vị các bạn mà biết cái cách để lựa chọn những con xe Innova ấy, thì là chúng ta đều phải lựa chọn thân vỏ, lựa chọn nội thất, lốp, gầm và máy. Thì cái tiêu chí và cái tiêu chuẩn để nâng cao thì chúng ta phải gồm phải dựa vào những yếu tố nào. Thì đối với dòng xe Innova G đời 2010 thì nó chuyển lên là form mới và hai bóng. Và đối với cái dòng 2007, 2008 quay về thì nó là form cũ và một bóng. Thì chúng ta sẽ so sánh luôn là hai bóng nó như thế nào và một bóng nó làm sao. Thì đối với cái dòng Innova G mà 2010 thì nó là lên form mới, tức là mặt ga lăng và ba đợt sốc nó chuyển lên khác, và hai bóng thì nó chuyển sang lát răng thẳng rồi, và một vài những chi tiết nó cũng khác nữa. Thì chúng ta sẽ đi đến chi tiết để so sánh hai con xe này cho quý vị thấy luôn là lát răng thẳng và lát răng nguyên bản của nó thì nó như thế nào. Thì đây là con xe 2010 này, lát răng thẳng này, và đây là một con xe 2008. Đấy, thì hai cái lát răng này nó hoàn toàn khác nhau, và mặt ga lăng nó cũng khác nhau. Hệ thống này, quý vị các bạn nhìn, đây là con xe 2007 phong cũ, 2008 phong cũ và 2010 phong mới. Thì về cơ bản là cái nó khác nhau về hệ thống mặt ba đợt sốc. Đó, nó khác nhau về mặt ba đợt sốc. Nó khác nhau một vài những chi tiết về đèn này, cơ bản là giống nhau. Thế nhưng mà nó khác nhau là hệ thống ga lăng, cửa gió là nó khác. Con xe 2008 này thì nó có phong cũ thì nó có một vài những chi tiết nó khác. Đó là hai cái thứ cơ bản nhất là về khác về form. Thì đít con xe 2010 nó cũng có đôi chút khác so với con 2008. Đó, thì quý vị các bạn nhìn thấy đây, hai cái nó có cái phần khác nhau đôi chút. Thì đèn của con 2008 với cùng với form 2007, 2006 thì cái mặt đèn của đằng sau thì cái đèn nó có vẻ nó tươi màu hơn. Đấy, và cái đèn này nó có nhiều viền đỏ hơn. Thì con này nó đã cải tiến lên 2010. Chỉ có đơn giản là nhất là khác nhau về cái ba đợt sốc này thôi. Cái ba đợt sốc này một chút, khác nhau về hệ thống đèn này một chút, và khác nhau về hệ thống đèn này một chút. Thì nó cứ như vậy. Thì đối với những cái dòng xe này về cơ bản về nội thất thì nó cũng gần như giống nhau, nhưng nó sẽ khác nhau ở bên trong. Nó là một vài những chi tiết nhỏ. Đấy, thì đây là hệ thống của con 2010. Thì nó như thế này. Đó, thì cũng của chúng ta. Vậy thì để lựa chọn những dòng xe này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn này, là xe nó phải không lỗi nhỏ. Tức là về phần keo chỉ là hoàn toàn không lỗi. Đây là chỉ cửa đây. Đó. Thì chờ một lúc, đây là toàn bộ chỉ cửa từ trên xuống dưới. Thì chúng ta cơ bản chúng ta sẽ phải lựa chọn cái chỉ cửa này. Thì cái chìa chỉ cửa chúng ta sẽ bấm thử. Đấy, thì cái chìa chỉ của nó sẽ hằn lên một cái vết.
Tất nhiên là chúng ta đã phải kiểm tra nó, cái này rất là kỹ. Đó, vết bấm tôi bấm này, đúng ở chỗ nào? Đó, quý vị nhìn thấy rất là rõ. Cơ bản là như vậy. Thì chúng ta cũng đều phải chọn này, tất cả toàn bộ. Đây là hệ thống lên xuống kính, khóa cửa tự động, khóa cửa. Thì chúng ta phải lựa chọn từng chi tiết một. Thì đối với cái dòng xe này, đây là một con biển tỉnh gốc Hà Nội, thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ phải kiểm tra từ bô lăng, cổ số, gió, điều hòa. Quý vị các bạn nhìn tôi bỏ tay này, tôi móc kính lên đó. Việc thứ hai là chúng ta phải xuống kính đó. Đây là hệ thống khóa cửa, hệ thống lên gương kính. Đây là hệ thống gương chỉnh điện, kính, gương sang hai bên. Bật sang R thì nó sang bên phụ, và L thì sang bên lái. Vậy quy định của nó là như vậy. Vô lăng này, chúng ta nhìn đây. Đấy, vô lăng và phím còi. Và hệ thống trần. Thì đối với đây là xe G này, chúng ta nhìn này, nó có một cái hộp kính ở đây. Và như vậy. Đấy, thì hệ thống điều chỉnh điều hòa, núm điều hòa dàn sau nằm ở đây. Đó. Thì chúng ta sẽ phải lựa chọn. Đây là hộp phanh tay này. Đấy, hộp phanh tay và táp lô táp ly ở bên kia. Thì chúng ta cũng đều phải lựa chọn. Thì đối với dòng xe này, nó cũng có nhiều khi nó cũng có, sẽ có dòng taxi 2010 thì cũng có nhiều con có dòng taxi. Cho nên là đôi khi chúng ta mua chúng ta cũng phải lựa nhá. Đấy, thì thường thì nếu như mà dòng taxi thì lỗ khoan nó sẽ khoan. Nhưng mà sau cái 2010 này thì cũng có dòng taxi. Và cũng có nhiều những dòng nó chạy dịch vụ. Cho nên là chúng ta cũng phải lựa là. Và đặc biệt là chúng ta xem là chúng ta phải xe không được lỗi nhỏ. Nếu chúng ta mua xe đây, những hệ thống đinh bấm này, đây là 2010, thì chúng ta phải lựa, nó là cái hệ thống đinh bấm, cho tôi sẽ zoom to cho quý vị các bạn nhìn thấy. Đó, đinh bấm quý vị các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đó. Thì bên này cũng vậy, chúng ta cũng đều phải lưu ý nó là như thế. Chúng ta cũng đều phải zoom nó lên, nhìn thấy rất rõ. Bên này ánh sáng nó nhìn sáng hơn, chúng ta sẽ nhìn thấy nó nét. Chờ một lúc. Tất cả những đinh bấm ở tất cả những khóa cửa, hệ thống đèn. Cái thứ hai là hai cái ốp hộp sườn này, chúng ta cũng đều phải nhìn dọc để xem xe nó có bị lỗi gì không. Và nếu nó không lỗi thì là xe tốt. Thì đấy là cái sự khác biệt giữa cái dòng 2007 và dòng 2010. Và hệ thống la răng thì đối với dòng 2010 thì nó có lên một vài những chi tiết nhỏ, nó là nó lên la răng nó thẳng hơn rồi. Giống với Form E bây giờ. Một lần nữa tôi xoay lại này. Đó. Thì nó là răng nó khác nhau một chút. Về mặt đèn nó ba đợt sốc. Việc thứ hai nữa là hệ thống khoang máy thì nó vẫn giống với cái đời 2007-2008 thôi. Không có điều gì khác biệt cả. Nhưng mà đứa này form khác. Và hệ thống gương kính điện thì khác một chút. Hệ thống đồng hồ nhiệt độ báo thì đối với dòng xe G thì bao giờ đồng hồ nhiệt độ báo nó sẽ là màu đỏ và nó có phản quang. Và hệ thống lốp của Innova G, tôi chỉ luôn cho các bác là 250 65 R15. Tôi nhớ là vừa hôm qua có bác hỏi luôn là lốp Innova G thì nó bao nhiêu, thì hôm nay bác sẽ được xem luôn là nó là 205 65 R15. Và con G bên này chúng ta cũng xem luôn là con 208 thì nó có cái điều gì. 205 65 R15. Đây là của con G. Đó.
thì chúng ta xem trong sổ đăng kiểm mà nó khớp khít là được. Việc nữa đó là chúng ta nếu mà kiểm tra thì chúng ta sẽ kiểm tra bàn chân phanh chân côn xem nó còn đẹp không. Đây những xe mà không chạy dịch vụ thì bàn chân phanh chân côn nó còn đẹp như thế nào đấy, và gương kính điện đấy, đồng hồ tắp lô sẽ báo nổ máy và thử xem. Thì đối với cái dòng này chúng ta tắt đi này, chúng ta bật lên đó, thì nó có một vài những bóng báo này đó. Đó, thì bóng báo kia là nó tắt mất rồi. Chúng ta bật điều hòa lên. Thì đối với dòng xe này thì nó có một hệ thống bật điều hòa ở đây. Đây là một hệ thống bật điều hòa. Và đây là một bóng khí nữa này. Đó, thì đây là một bóng khí. Đây đúng tay tôi, ngón tay tôi chỉ là bóng khí. Và đây là một hệ thống bật quạt gió đằng sau nữa. Nếu chúng ta bật lên thì nó là hai dàn, và tắt đi thì nó là một dàn. Đó, thì đây là điều con này điều hòa rất là mát. Âm thanh, màn hình đầy đủ. Và đây là con xe đây, chúng ta phải nhìn tắp lô, tắp ly. Tắp ly cửa thì bên kia. Thì đối với cái dòng xe này chúng ta phải lựa chọn đó là toàn bộ tổng thành xe không được lỗi gì. Cái thứ hai nữa đó là bô lăng, khóa số, phanh tay. Đấy, thì chúng ta đều phải lựa chọn nó là như vậy. Từng chi tiết một thì tôi sẽ chỉ cho quý vị các bạn. Đó, hệ thống gương kính điện và đồng hồ đây. Bao giờ cũng vậy, đồng hồ của cái anh này nó sẽ rõ ràng hơn một chút, đó là nó được lắp phản quang. Được lắp phản quang toàn bộ đồng hồ. Kim nhiệt độ, kim xăng, vòng tua và công tơ mét. Vậy thì hoàn toàn là được lắp hệ thống phản quang. Đó là xe G. Và nội thất của con xe G bao giờ cũng vậy, nó có một vài chi tiết khác. Và đây là một vài những chi tiết của hệ thống xe G. Đó là sấy kính và hệ thống sạc điện thoại 2010, nó lên thì nó đã thêm hai ổ sạc điện thoại rồi. Gió trong và gió ngoài. Thì lưu ý là chúng ta đi thì thường chúng ta sẽ gạt sang phần gió trong thì nó sẽ không bị bụi và nó sẽ mát hơn. Đó là đối với dòng xe G. Đó là dòng xe G. Và quý vị các bạn có thể là dựa vào đó mà để có thể lựa chọn những dòng xe cho mình. Thì đối với dòng xe Innova thì nó sẽ có từ đời 2006 cho đến đời 2017 bây giờ. Cho nên quý vị có thể lựa chọn dòng xe G. Ít tiền thì sử dụng ít xe, đời thấp mà nhiều tiền thì chúng ta sử dụng nhiều lên. Thì đối với cái dòng xe mà 206 trở lên, nếu như chúng ta có cái tầm tiền khoảng hơn 300, khoảng 350 hắt ngược thì chúng ta cũng có thể sử dụng được tốt rồi. Thì có nhiều người cứ bảo đời thấp thì không có ảnh hưởng gì không, nhưng mà đời thấp thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Nếu như chúng ta tuyển hoàn toàn tuyển được xe tốt, chúng ta có thể đi tốt và tuyển được con xe chất thì chúng ta vẫn có thể đi yên tâm 5 năm, 3 năm không vấn đề gì, 10 năm. Có những con xe đời 987, 92 bây giờ người ta vẫn dùng thì không sao cả. Quý vị các bạn có thể lựa chọn những con xe như vậy. Nếu như dòng Toyota và những dòng đời ví dụ như Cloud và một số những dòng Altis và một số những dòng Camry thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể là lựa chọn được, không sao cả. Như vậy là quý vị các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm về đời thấp hay đời cao, chúng ta vẫn có thể đi yên tâm được. Và tôi cũng có để số điện thoại bên dưới, nếu quý vị các bạn mà mong muốn tư vấn điều gì thì quý vị thì gọi điện cho tôi từ lúc 7 giờ sáng cho đến lúc 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho đến lúc 7 giờ tối thì tôi có thể tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị các bạn. Và nếu quý vị các bạn mà thấy có ý tưởng nào hay thì hãy nhớ comment bên dưới clip này để tôi có thể là tôi dựa ý tưởng của quý vị các bạn mà tôi có thể làm. Và nếu quý vị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, comment, chia sẻ mọi người cùng xem. Và tôi có hai trang fanpage và website, đó là Mạnh Ô Tô và ô tô Lê Mạnh.com, thì quý vị có thể vào đó và chúng ta cũng có thể sẽ là kết bạn với nhau. Và có email thì tôi sẽ gửi cho một vài những đường link cho quý vị các bạn, và ở đó thì quý vị sẽ nhận được một vài những chiến lược
kinh doanh nó đặc biệt mà tôi làm ở trên đó, mà tôi không chia sẻ ra bên ngoài YouTube. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị và các bạn một buổi ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip lần sau.